trước hết các bạn mở ứng dụng YG trường hợp chưa có ứng dụng này thì các bạn tải về cài đặt và tạo một tài khoản trường hợp của mình là trước đây mình đã kết nối nhiều camera và hôm nay mình kết nối thêm bóng đèn các bạn ấn vào dấu cộng sau đó chọn add device bước tiếp theo là chọn power and lighting chọn YG book yêu cầu là các bạn bật tắt bóng đèn ba lần các bạn thực hiện xong thì chuyển sang bước khác à, việc này thì giúp bóng đèn phát ra một cái tên wifi và sau này mình sẽ kết nối vào cái tên wifi đó sau khi làm xong các bạn ấn vào next để chuyển qua cái bước tiếp theo à, bước này là các bạn chọn tên wifi và mật khẩu tương ứng trong gia đình các bạn chọn net trong bước này là các bạn chọn tên wifi chính là cái wifi mà bóng đèn phát ra ở đây là tên bóng đèn phát ra là YG smartbook như các bạn thấy à, Ấn vào đấy sau khi mà thấy kết nối vào thì chúng ta chuyển qua cái ứng dụng và đợi trong giây lát à, lúc này chính là lúc mà điện thoại sẽ điền tên wifi và mật khẩu trong gia đình của các bạn vào bóng đèn giúp bóng đèn kết nối vào mạng internet à, đời trong tiên nát à, thành công thì nó yêu cầu mình đặt tên bóng đèn như vậy là đã thành công à, gia đình của mình thì có nhiều bóng đèn mình đặt tên khác nhau cho dễ điều khiển à, ví dụ trong trường hợp này là mình đặt tên đèn phòng khách đèn pk sau khi đặt tên xong thì à, các bạn ấn vào finish để kết thúc quá trình à, Nhấn vào là maybe late Nhấn vào cancel nó báo update à, cancel làm sao cũng được à, và đây là thành quả à, đối với bóng đèn này thì các bạn có thể on off điều chỉnh cường độ sáng à, về màu sắc thì à, hiển thị được hai màu à, màu sáng trắng và màu vàng ấm khi bóng đèn thông minh này kết hợp với camera quay chi thì chúng ta có thể soạn rất nhiều kịch bản hay ví dụ như vào ban đêm khi có người đi qua camera thì đèn sáng Và chúc các bạn thành công xin cảm ơn tất cả các bạn